Tôi biết điều đó, và tôi thấy được tình yêu trong đôi mắt của bạn. Một sự kính trọng mênh mông. Có một điều là, mọi thứ đã thay đổi. Từ lần phỏng vấn đầu tiên của bạn, với tôi, sự sống không ngừng thay đổi. Chỉ duy nhất sự thay đổi là không thay đổi. Mọi thứ khác thì luôn thay đổi. Nếu bạn còn sống, bạn sẽ thay đổi. Nếu bạn chết, tất nhiên bạn sẽ không thể thay đổi về mặt vật lý. Khoảnh khắc mà bạn ngừng thay đổi, bạn đã chết. Nhiều người sẽ chết ở độ tuổi 30 của họ. Sau đó họ có thể sống thêm 50 năm nữa, nhưng 50 năm ấy là cuộc sống sau cái chết. Vì họ chẳng thay đổi gì thêm, tôi sẽ sống trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng. Vì vậy tôi sẽ luôn thay đổi, sẽ luôn phát triển. Không có giới hạn nào cho điều đó. Có thể bầu trời sẽ có giới hạn của nó, nhưng giới hạn của tâm thức thì không. Điều thứ hai, bạn muốn biết giáo huấn của tôi là gì? Nó rất đơn giản. Cốt lõi bản chất trong giáo huấn của tôi là không niềm tin, không giáo điều, không tín điều, không tôn giáo, không điều gì là vay mượn cả. Nhưng duy nhất những trải nghiệm của bạn, bạn phải tin chúng đáng tin cậy. Mọi thứ khác cần phải bị hoài nghi. Cũng như nhiều tôn giáo khác, họ luôn có nền tảng trong niềm tin của họ. Tôi thì có nền tảng trong sự hoài nghi của tôi. Nền tảng của tôi đích xác là nền tảng mà khoa học đang có. Hoài nghi cho đến khi mọi thứ không thể khiến bạn hoài nghi được nữa. Khoa học dịch chuyển ra bên ngoài. Còn tôi dịch chuyển vào bên trong, sự chuyển động vào bên trong này tôi gọi nó là thiền. Bạn phải đi qua ba bước đơn giản cho sự chuyển động vào bên trong này, và bước thứ tư sẽ xảy ra theo cách riêng của nó. Bước thứ nhất là quan sát mọi hoạt động của bạn. Thân thể của bạn và những gì đang xảy ra trên nó. Đi bộ, chẻ củi hay kéo nước từ giếng lên. Có một nhân chứng đang nhìn bạn. Đừng hành động như một con robot. Tôi có thể ngắt lời thầy không? Không, không ngắt lời. Thứ hai, khi bạn có khả năng quan sát và chứng kiến thân thể của bạn, cũng như mọi hoạt động của nó đang diễn ra, bạn đến với bước thứ hai, quan sát mọi hoạt động của tâm trí, ý nghĩ, giấc mơ, trí tưởng tượng, chỉ là nhân chứng. Nó giống như bạn đang đứng bên đường và rồi quan sát những ý nghĩ đang đi qua đường. Bạn không là một phần của nó. Bạn chỉ là chiếc gương phản chiếu mà không đánh giá. Vì chiếc gương không biết đánh giá. Một gương mặt đẹp, chiếc gương không nói nó xấu xí bao giờ. Cái gương không nói, trời ơi, xấu thế. Nó chỉ đơn giản phản chiếu bất kỳ thứ gì đứng trước nó. Người ta phải trở thành một nhân chứng thuần khiết, không chút phán xét về sự tốt xấu hay bất kỳ yếu tố nhị nguyên nào. Sau đó một trải nghiệm kỳ lạ sẽ xảy ra. Khi sự chứng kiến của bạn lớn dần, suy nghĩ sẽ bắt đầu ít đi, theo tỷ lệ như vậy. Nếu bạn có 10% sự chứng kiến, thì 90% còn lại sẽ là suy nghĩ của bạn. Và ngược lại, nếu bạn có 90% sự chứng kiến, thì suy nghĩ sẽ chỉ còn lại 10%. Và khi 100% là sự chứng kiến, sẽ chỉ còn lại khoảng hư không thuần khiết. Đây gọi là trạng thái vô thức. Đây là cánh cửa dẫn đến bước thứ ba và cũng là bước cuối cùng. Bây giờ hãy quan sát những chuyển động tinh tế của cảm xúc, tâm trạng. Ý nghĩ sẽ không tinh tế đến vậy. Tâm trạng, nó là cái bóng của nỗi buồn hay nỗi vui nào đó. Bước thứ nhất liên quan đến cơ thể. Thứ hai liên quan đến tâm trí. Thứ ba liên quan đến trái tim. Và khi bạn có năng lực quan sát toàn diện ở bước thứ ba nữa, thì bước thứ tư sẽ xảy ra theo cách của nó. Đột nhiên sẽ có bước nhảy lượng tử. Và rồi bạn đang đứng đích xác ngay tại trung tâm của sự hiện hữu của bạn, nơi mà không có gì để nhận biết.
Sự nhận biết chính là nhận biết về bản thân nó. Ý thức là ý thức về bản thân nó. Đây là khoảnh khắc cực lạc tối thượng của Samadhi, của giác ngộ, của tỉnh thức hay bất kỳ cái tên nào mà người ta thích đặt cho nó. Đây là điều tối thượng và không có gì trên nó. Không có cách nào để đi ra ngoài nó. Vì bất cứ khi nào bạn đi ra ngoài nó, bạn vẫn sẽ là nhân chứng. Nếu bạn bắt đầu chứng kiến một nhân chứng khác, bạn cũng không thể thoát khỏi nó, vì bạn vẫn là nhân chứng. Vì nhân chứng là điểm kết thúc cho hành trình đi vào bên trong của bạn. Bạn đã về nhà rồi đấy, và đây là toàn bộ giáo điều của tôi. Toàn bộ chúng đều dựa theo khoa học. Không cần niềm tin, chỉ cần thực nghiệm. Và tôi không đòi hỏi bất kỳ ai phải tin tôi. Tôi chỉ yêu cầu thực nghiệm và trải nghiệm. Tôi biết rằng nó sẽ xảy đến với bạn, vì nó đã xảy đến với tôi, và tôi cũng chỉ là một người bình thường như bạn thôi. Tôi chưa từng tuyên bố mình là một nhà tiên tri, một vị cứu tinh, hay hóa thân của Thượng Đế, không tuyên bố sự khác biệt nào từ tôi. Tôi chính xác là giống hệt như bạn. Khác biệt duy nhất là bạn còn đang ngủ, còn tôi thì thức. Nó chỉ là câu hỏi sớm hay muộn rằng khi nào bạn sẽ thức dậy nữa. Nên không cần phải tôn thờ tôi, không cần ngưỡng mộ tôi. Nếu bạn thật sự yêu thương tôi, vậy là đủ cho sự dịch chuyển vào trải nghiệm này. Tôi sẽ đứng đó để trở thành người đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra. Tôi sẽ khuyến khích bạn, là niềm động viên của bạn, nhưng sẽ không phải là vị cứu tinh của bạn. Bạn phải tự làm điều đó. Tôi sẽ không nhận trách nhiệm về mình, nhưng tôi sẽ cố gắng lay động bạn để đánh thức bạn trong cơn ngủ mê. And wake you up.